Hello, em toàn xin chào tất cả mọi người nhé. À, người ơi, cho em toàn à, xin gửi lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay em toàn à, có bộ combo hai bình nhỏ và một bình to hàng của à, hàng Kutani Mokuben Ben nhé mọi người nhé. À, hai bình này thì là khá là ưng em thấy khá là đẹp luôn. Hàng thực ra để bây giờ kiếm một bộ như này là hiếm có, khó tìm luôn các bạn em xin phép là em sẽ đo kích thước trước Xong rồi lát nữa em sẽ cho các bác xem họa tiết sau Cái bình nhỏ này nhá mọi người nhé Bình nhỏ chiều cao của nó là 25 Hai cái bình nhỏ thì cao bằng nhau mọi người ạ Đây em đặt ở bên này cho các bác xem Đấy hai bình nhỏ cao bằng nhau nhá, Hai bình nhỏ cao với hai bình nhỏ là cao 25 này mọi người này 25,5 nhé mọi người nhé 25,5 Còn cái bình Đây Đợi em một tí đây, cái bình này để em đặt như này em đo nó chính xác hơn. Chiều cao của nó 20 nhá mọi người nhá. Chiều cao 20. mươi Chiều cao 20. Em trên phép này em đo bụng của chiếc bình nhỏ này. Cái bụng chỗ này là to nhất đây. Em sẽ đo chỗ này nhá mọi người nhá. Nó là 26 mọi người nhá. Đó, bụng của này 26. Miệng thì nó hơi khiêm tốn. Miệng nhỏ ấy mọi người. Miệng, à, miệng, đây. Ủa. Miệng 3 nhé mọi người nhé 3 phần Đấy Còn uh, cái bình to này em ra đo kích thước luôn cái bình to này cho mọi người cùng xem luôn Chiều cao của bình to là cao 20 mọi người nhé Chiều cao 20 Bụng nó 82 mọi người nhé Vòng bụng 82 Miệng Miệng của nó 12 mọi người ạ Miệng 12 Đấy à tuyệt vời với bộ combo mô cư B này mọi người ạ họa tiết thì uh, như ai mới chơi bình cái hàng mô cư B này thì mọi người đã biết rồi uh, họa tiết thì uh, lúc nào cũng phun bình luôn mọi người để à, bây giờ để kiếm được một cái bộ như này thì em nói thật các bác là không phải là dễ đâu nhá mà trong khi đó em đã kiếm được cái bình to và hai cái bình nhỏ à, rất đẹp rất xứng đáng để mọi người sưu tầm luôn à, đây là cái bình nhỏ đây mọi người em đặt cái này lùi lại đi đây, đây em đặt cái này vào màn hình chính này đấy nhé mọi người nhé ừ, mọi người thấy ok chưa quá là ok luôn trước này là nó có một cái lỗ đây nhé mọi người nhé mọi người này lỗ bằng cái đầu đũa đây, đây em thò tay vào đó. đấy em không biết là nó có tác dụng gì luôn đấy, em chỉ biết là nó có cái lỗ đây thôi đây chuyện đây mọi người chuyện quá phê luôn vẫn còn hàng hàng chữ luôn à, hàng này hàng mã số luôn em lấy ở cửa hàng cư à, chuyện xanh luôn chuyện xanh thời Ô uh, odo luôn quá là ok luôn mọi người ạ à. à, trước này nữa trước này nó cũng có lỗ luôn nhé mọi người nhé một cặp nhỏ này là đều có lỗ đây à, họa tiết đây mọi người em quay sát cho mọi người xem này Đấy. À. Đây à. chuyện đây. Chuyện Kutani, Kutani thời Edo quá là tuyệt vời luôn các bác ạ Các ừ, bác thấy ưng chưa, quá là ưng luôn, quá là phê luôn À em này, chuyện Kutani rất là ok, đời họa tiết đây mọi người Đấy, đây miệng bình đây mọi người em thấy là rất là đẹp luôn hàng này thì em thấy là không còn cái gì để chê đâu các bác ạ, Đấy, các bác em xin phép là em quay uh, quay uh, sát lại cho các bác xem cái hình ảnh của cái chiếc bình to này nhá các bác nhé bộ combo này là trong tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé, không có sứt mẻ, không có lỗi lầm gì cả. Hai cái lỗ đấy là người theo thiết kế nhé, chứ không phải là nó về sau nó có lỗ đâu mọi người. Nó thiết kế ngay từ ban đầu đấy. Em nghĩ là cái lỗ đấy là chắc là người ta sẽ buộc hoặc gắn cái gì đó vào đấy. Nhưng mà theo cái phong cách chơi bình của Nhật thì em không biết. Nhưng em thấy đẹp là em lấy về xem em có quý anh chị cô bác nào mà cũng ưng mà nhìn thấy cái đẹp bẻ đẹp của nó mà muốn sưu tầm về để bày vào cái không gian trưng bày đồ gốm của mình thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé Em sẽ ship về tận nhà cho các bác. Em bao bẻ vỡ. Hàng thì chuẩn Nhật 100% luôn. Thời gian em ship hàng về thì nó mất khoảng 14 ngày. Có thể là nó sẽ lâu hơn một chút mà cũng có thể là nó nhanh hơn một chút. Thì rất mong là các bác nếu mà nó có nhanh thì chắc là các bác cũng không 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 chê trách thì em cả, nhưng nếu mà nó có hơi chậm hơn một chút thì rất mong các bác thông cảm cho em. Đấy, đây em xin phép em đặt lại như này cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Để em tháo ra em quay lại cho các bác xem nhé Đấy, à, quá là ok luôn Ở à, cái miệng nhỏ, cái bình con miệng nó vẽ vàng mọi người nhá Rồi, em toàn... À... Xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người. À, mọi người à, đang xem video thì à, cho em toàn xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Và em toàn chúc mọi người luôn có một cái sức khỏe thật tuyệt vời để còn sưu tầm được những cái bình gốm siêu đẹp như những cái sản phẩm này của em về để trưng bày. Thôi em chào em chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nếu mà ai mà muốn mua sản phẩm gì về gốm sứ của Nhật này thì mọi người cứ liên hệ với em và số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi em toàn xin chào mọi người.